Một em quá đã luôn, vô. Quá trời không biết vớt con nào luôn, quá trời cá rồi. Ta tắt cái đèn á cho không ao biên. Một em cá linh bự không bà con ơi. Hai em. Quá trời luôn rồi. Quá trời cá rồi. Quá bự, quá bự, quá bự. Chắc người ta gọi mua cá quá. Rồi, thấy chưa nhỉ? Dạ, dạ. Rồi, 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 rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Dạ, dạ. Rồi. Rồi để chút về em gọi cho. Rồi rồi rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Hồi nãy hồi sáng anh 6 giờ sáng chạy ra đây thấy nổi lên rồi. Rồi hồi nãy đi rải phân dưới đây nè. Rồi nãy quay về thấy còn đó mấy chạy xuống vớt, vớt đang quay đăng YouTube cho người ta coi chơi. Còn quay không? Còn. Quay cho bà con ở mấy tỉnh khác coi nó cá ở thành quá mình nhiều lắm. Đây là mấy chị nãy giờ vớt ngựa rổ rổ hết rồi nghe các bạn. Cái thằng Hải hồi nãy là vớt mấy kg đó. 4 kg hả? Ừ, còn anh Tùng là khoảng 30 ngàn ký đi, khoảng quá thằng. Cá linh bự bự không em? Cá linh bự không mà đều cái này cái đầu chắc nó cứng. Chiên. Quay lại đi. Xuống kênh dưới qua kênh kia kìa. Qua cầu bánh kè bánh. Mấy ký rồi? Mấy con hả? Cái này có cái chài á, nổi lên cho quýt một cái. Có cái đầu vớt rồi, mấy thằng vớt cá mì dinh á, vớt con lúa á. Cá này còn mạnh.
cái lưng. Chín cá bự trời ơi. Ồ, tại mình làm mạnh quá. Nhẹ nhàng thôi. Làm mạnh quá nó giật mình. Phải có sảy có dính rồi chứ. Nhẹ thôi, bỏ xuống nước nhẹ. Này. Cá này dính quá trời luôn. Còn mạnh quá. Cá nó còn mạnh quá. Giác dễ gì đâu cái. Để được sao mà canh nó ngay đầu nó khờ khờ nổ lên mình giác được. Đây nè. Rồi lặn rồi. Mua cái vợt vớt lỗ rồi. Mua vợt 60 ngàn xuống đây mua 2 kg cá lời hơn. Hả? Ở đâu? Đủ câu bên kè. Còn hả? Rồi quay lại đắng. Vớt được dính không? Hạnh quân chỗ khác giờ đồn đi các bạn. Quá bự, quá bự vô, quá bự luôn. Cạo luôn đó. Cạo thì chỉ đi vớt về quê
phải trực tiếp thôi chứ, thôi làm què. Rồi như đây đủ quay.